Hôm nay mình sẽ làm món chè tổ yến đậu đỏ. Nguyên liệu gồm có 100g đậu đỏ nè, rồi tổ yến khoảng 5-10g nha, đường phèn, và một cái nguyên liệu đặc biệt đó là lá mít. Tại vì nghe đồn là nếu mà mình nấu đậu đỏ, đậu đen mà mình cho lá mít vào thì nó sẽ nhanh chín hơn nha. Đậu đỏ này mình sẽ ngâm qua đêm trước, tại vì mình sợ nó lâu chín á, nên thôi cứ ngâm qua đêm trước cho chắc ăn. Đây, sáng hôm sau đây, đậu đỏ nó cũng nở rồi nè. Bây giờ thì mình chuẩn bị đi nấu cái đậu đỏ này thôi. Mình sẽ cho nước tầm khoảng 2/3 nồi nha, và mình đem đi nấu. Đây, mình bắt bếp cho lửa lớn để cho nó sôi trước nha. Rồi sau đó mình sẽ cho lá mít vào. Mình cho khoảng tầm 3 lá là được. Đây, khi mà nước sôi thì mình vớt bột nè. Đây, sau khi mình vớt bột xong thì bây giờ mình sẽ cho lá mít vào nha. Nghe đồn thì bỏ lá mít vào thì nó sẽ nhanh chín hơn. Để mình xem thử có nhanh chín hơn không nha. Đây, trong cái quá trình mà chờ đậu đỏ chín thì mình sẽ đi chân yến. Hôm nay mình sẽ làm yến hũ chân sẵn. Thì lát mình sẽ dùng cái yến hũ này nè để mình bỏ vô chè đậu đỏ và ăn chung với chè đậu đỏ nha. Đây, yến của mình chín rồi. Đây là phần đậu đỏ của mình. Mình đã ninh cái đậu đỏ này khoảng tầm 40 phút rồi đó nha. Bây giờ mình bóp thì nó cũng vừa chín tới luôn rồi đó. Tính ra là cũng không có nhanh được bao nhiêu hết. Vậy mà ai đồn tôi vậy nè. Đây, mình múc cái đậu đỏ ra, múc cái chè đậu đỏ ra và mình cho cái tổ yến chân sẵn vào. Bây giờ mình sẽ có cái chén chè đậu đỏ tổ yến và mình thử thức thôi.